Xin chào, lại là Trang đây. Và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu những ai thì nên thận trọng khi sử dụng diệp hạt châu để nấu nước uống. Nếu như chúng ta quan tâm thì Trang có 4 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về diệp hạt châu bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nào. Phần đầu tiên, tìm hiểu chung về dược liệu diệp hạ châu. Diệp hạ châu thì có thể gần gũi và thân thuộc đối với một số người. Có một số người thì cũng không biết được diệp hạ châu. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu với Trang. Thì tên tiếng Việt của nó là diệp hạ châu. Tên khác là chó đẻ thân xanh, chó đẻ răng cưa, hoặc là diệp hạ châu đắng hay là cây câu trời. Thì tùy thuộc vào từng vùng mà nó sẽ có những cái tên gọi khác nhau. Và tên khoa học là Phyllanthus amacrus. Đây một loài thực vật thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae. Thì mô tả một xíu về cây diệp hạ châu, cũng như bạn xem hình ảnh và bạn cùng nhìn biết dược liệu của Trang ha. Diệp hạ châu là loài cây thân thảo có thể cao từ 20 đến 30 cm. Những cây tốt có thể cao lên đến 70 cm. Nó là sống hàng năm hay là sống nhiều năm. Thân thường có màu xanh và nhẵn nhụi. Lá diệp hạ châu có hình bầu dục, mặt dưới có màu xám nhạt, bên trên thì xanh lục nhạt, rộng khoảng từ 3 đến 4 mm, dài khoảng từ 1 đến 1,5 cm. Một so le sát nhau thành hai dải giống như lá kép lông chim vậy đó. Cuốn lá rất ngắn. Hoa thì đơn tính cùng gốc, có cuốn ngắn và mọc ở kẽ lá. Hoa đực có 6 lá đài, 3 nhị với chỉ nhện ngắn xếp ở đầu cành. Hoa cái có 6 lá đài, bầu hình trứng và xếp cuối cành. Quả thì dạng nang, mọc rũ xuống ở dưới lá, hình cầu, hơi dẹt các bạn ha, có gai nhỏ và khí mờ. Thì hạt của diệp hạ châu hình ba cạnh. Mùa hoa nở thường vào tháng 4 đến tháng 6 và cho quả vào tháng 7 đến tháng 9. Như vậy chúng ta đã hình dung ra được cây diệp hạ châu khi mà chúng ta quan sát và mô tả cùng với Trang chưa ạ? Thì diệp hạ châu là cây ưa sáng và ưa ẩm, nó có thể chịu bóng râm luôn các bạn ha. Thường mọc lẫn trong những cái cây khác như là trong bãi cỏ, nương rẫy, sau vườn hoặc là ngoài ruộng ao đó. Thì khi đất màu mỡ tươi tốt thì bạn sẽ thấy rằng là diệp hạ châu nó phát triển lên rất là nhiều. Thì thu hái và chế biến diệp hạ châu thì người ta thu hái quanh năm, tốt nhất là vào mùa hạ và mùa thu. Thì có thể dùng diệp hạ châu tươi sau khi chúng ta hái về rửa sạch, hoặc là bạn phơi khô để bó lại dùng dần. Và nhớ là phơi ăn can, có nghĩa là phơi trong bóng râm bạn ha. Thì khi dùng thì nhớ rửa lại để loại bỏ đất cát hay là những tạp chất. Bạn cũng có thể cắt thành từng đoạn ngắn rồi chúng ta phơi hoặc là sấy khô để dùng dần đều được hết. Bộ phận sử dụng của diệp hạ châu là tòn cây diệp hạ châu, bỏ rễ. Bạn nhớ rửa sạch, bạn có thể dùng tươi hay là phơi khô, sấy khô đều được hết. Như vậy chúng ta đã hiểu một cách đôi nét về diệp hạ châu cùng với Trang rồi đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai. Công dụng của dược liệu diệp hạ châu theo y học cổ truyền và y học hiện đại. Thì chúng ta cùng khám phá với Trang về diệp hạ châu theo y học cổ truyền và y học hiện đại thì sẽ có những cái công dụng và tác dụng như thế nào bạn nhé. Đầu tiên là theo y học cổ truyền. Thì theo đông y, diệp hạ châu có vị đắng ngọt, tính bình, quy vào hai kinh, can và phế. Tác dụng là sát trùng, tiêu độc, tiêu viêm, thông huyết mạch, tán ứ, lợi tiểu. Thì người dân thường dùng cây diệp hạ châu để chữa sản hậu ứ huyết, gây đau bụng nè, đau họng, viêm họng, mụn nhọt hay là đinh râu, lở ngứa, viêm da, tưa lưỡi ở trẻ em. Là bôi nước cốt lấy từ cái cây diệp hạ châu giả nhuyễn ra.
hoặc là chàm má nè, đắp lá mà khi chúng ta đã giã nát ra. Ngoài ra diệp hạ châu còn dùng để chữa vết rết cắn, bệnh gan, sốt với cái liều lượng là không hạn chế. Thì đó là theo y học cổ truyền. Còn theo góc nhìn của y học hiện đại thì diệp hạ châu mang đến những tác dụng sau đây. Đầu tiên, trong điều trị viêm gan thì nhiều công trình nghiên cứu ở trong nước và cả ngoài nước như là Ấn Độ, Nhật Bản đã chứng minh công dụng giải độc gan và điều trị bệnh viêm gan, đặc biệt là viêm gan siêu vi B với những cái hoạt chất có trong diệp hạ châu. Thì một số những cái sản phẩm từ diệp hạ châu cũng được phân phối ra thị trường như bột là Figlantin của nhóm nghiên cứu của Trần Danh Việt, Nguyễn Thượng Dông, Viện Dược liệu 2001, hay là Hepamagrin của nhóm nghiên cứu Lê Võ Định Tường, Học viện Quân y năm 1990 đến năm 1996. Thì đây là những cái sản phẩm được nghiên cứu và phân phối ra thị trường với những cái chiết xuất hoạt chất có trong diệp hạ châu. Thứ hai, trong điều trị giải độc thì người dân Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ đã dùng diệp hạ châu để điều trị những cái chứng như là mụn nhọt, lở lét hay là mụn đinh râu, rắn cắn, ký sinh trùng trong hệ tiêu hóa. Ở Malaysia thì theo kinh nghiệm dân gian các bạn ha, thì diệp hạ châu có thể trị các bệnh về đường tiết niệu, viêm da, viêm ăn đạo hay là giang mai. Thì chúng ta thấy rằng nó mang đến rất nhiều những công dụng cho sức khỏe khi chúng ta biết cách sử dụng, đúng không ạ? Trong điều trị về đường tiêu hóa thì diệp hạ châu có khả năng kích thích trung tiện, kích thích ăn ngon hơn. Thì người Ấn Độ cũng dùng cây thuốc này để chữa bệnh vàng da, viêm gan, táo bón hay là bệnh kiết lỵ, viêm đại tràng hay là thương hàn. Nhân dân vùng Haiti á, Java dùng cái vị thuốc này để trị cái chứng rối loạn về tiêu hóa hay là đau dạ dày. Bạn thấy là người ta ứng dụng từ rất lâu rồi đúng không ạ? Tiếp đến là trong điều trị đường hô hấp. Thì trong những cái vấn đề bệnh lý về đường hô hấp thì diệp hạ châu nó sẽ mang đến những cái giá trị công dụng như thế nào? Thì người Ấn Độ sử dụng diệp hạ châu để điều trị các bệnh trên đường hô hấp như là ho, lao phổi, viêm phế quản hay là hen phế quản. Tiếp đến là trong tác dụng lợi tiểu. Thì tại một số nước, diệp hạ châu đã dùng để làm thuốc lợi tiểu, trị phù thủng theo kinh nghiệm dân gian. Ngoài ra, một alkaloid có trong diệp hạ châu đó, nó còn có tác dụng là chống co thắt cơ trơn và cơ vân, nên có tác dụng trong điều trị sỏi thận và sỏi mật nữa. Nhưng để tốt nhất cho tất cả mọi người khi sử dụng những cái bài thuốc có diệp hạ châu trong việc điều trị bệnh này thì Trang khuyên là nên đi khám ở các bệnh viện y học cổ truyền để được các bác sĩ tư vấn sử dụng và hướng dẫn cách dùng an toàn nhất cho cái bệnh lý của mình. Trong điều trị bệnh lý đái tháo đường thì theo một nghiên cứu trên diệp hạ châu vào khoảng những năm 1995 thì cho thấy tác dụng hạ đường huyết đáng kể khi dùng cho những cái bệnh nhân gặp vấn đề về đái tháo đường đó trong vòng 10 ngày khi sử dụng những cái chiết xuất từ diệp hạ châu. Thì Trang cũng khuyên mọi người là sử dụng thì phải biết cách dùng đúng liều lượng và giúp ích cho chúng ta thì phải phối hợp trong nhiều cách nữa các bạn ha, dinh dưỡng, nghỉ ngơi và tuân thủ những cái phác đồ điều trị nữa. Phần thứ ba, liều dùng và cách dùng diệp hạ châu an toàn. Đầu tiên, Trang sẽ chia sẻ về liều dùng và cách dùng an toàn. Thì mỗi ngày dùng khoảng từ 8 đến 20 gram diệp hạ châu dạng thuốc sắc hoặc là dạng dược liệu phơi khô. Bạn nhớ giúp Trang ha, từ 8 đến 20 gram thôi các bạn ha. Có nghĩa là chúng ta sẽ lấy khoảng 8 gram hoặc là tối đa là 20 gram diệp hạ châu cái dạng phơi khô đó. Bạn sẽ sắc cùng với nước và chúng ta uống, hoặc là bạn sử dụng để chúng ta nấu nước uống trong một ngày đều được hết các bạn nhé. Phần thứ tư,
Những ai thì nên thận trọng sử dụng dược liệu diệp hạ châu? Thì chúng ta cần lưu ý những trường hợp sau đây để không sử dụng tốt nhất cho sức khỏe. Đầu tiên, không nên dùng dược liệu diệp hạ châu cho phụ nữ đang mang thai. Dùng diệp hạ châu thì phải theo cái liệu trình các bạn ha, có thể từ 5 đến 7 ngày rồi dừng, không dùng thường xuyên và không dùng theo một cách tự ý được. Diệp hạ châu có tính mát, nếu như chúng ta lạm dụng có thể gây lạnh gan dẫn đến xơ gan. Đặc biệt là không nên dùng diệp hạ châu cho những người tỳ vị hư hèn, tức là những người thường xuyên gặp vấn đề về đầy bụng, khó tiêu hay là đại tiện phân lỏng nè, sợ lạnh. Nếu như dùng trong những trường hợp này sẽ làm cho bệnh tình của họ trở nên trầm trọng hơn. Thì các chuyên gia cũng khuyến cáo thêm là khi có những cái triệu chứng bất thường thì người bệnh nên đi khám bác sĩ đi để được chuẩn đoán và điều trị tốt nhất. Thì nếu như bạn muốn sử dụng những cái loại dược liệu để hỗ trợ hay là điều trị bệnh của mình một cách tốt nhất thì trước hết chúng ta phải đi khám bệnh đi. Chúng ta muốn dùng dược liệu thì chúng ta khám ở các bệnh viện y học cổ truyền để được các bác sĩ y học cổ truyền chuẩn đoán và đưa ra những cái bài thuốc, những cái thang thuốc từ dược liệu để chúng ta sử dụng. Cho nên là lúc nào Trang cũng khuyên mọi người là có bệnh thì phải đi khám để chúng ta biết được và chúng ta điều trị tốt hơn. Thì những cái kiến thức mà Trang chia sẻ là những kiến thức nền tảng thôi, để chúng ta hiểu biết hơn về dược liệu hay là hiểu biết hơn về những cái dược lý cho những cái loại thuốc hay là những cái bệnh lý thôi, chứ Trang không có chuẩn đoán hay là đưa ra những cái phương pháp điều trị hay là thay thế bất kỳ những cái phương pháp hay là phác đồ điều trị nào mà các bạn đang theo đuổi. Cho nên là chúng ta hoan hỷ đón nhận những cái kiến thức này để chúng ta có thêm cái kiến thức cho mình về loại dược liệu hay là những cái loại thuốc hay là một cái thực phẩm nào đó mà các bạn đang mong muốn tìm kiếm thôi. Và ở đây diệp hạ châu mặc dù rất tốt cho sức khỏe nhưng chúng ta cũng phải biết cách sử dụng để an toàn và tốt nhất các bạn nhé. Có bệnh thì phải đi khám bệnh để điều trị tốt nhất. Và nếu như bạn yêu thích những kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.